Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình phòng chống Covid-19 sau hơn 2 tuần thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng tham dự tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi tham dự ở điểm cầu Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, sau hơn 2 tuần giãn cách xã hội theo chỉ thị 15/2020, dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch mới trong cộng đồng. Ông nhận định có thể dịch bệnh đã xâm nhập vào thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và đã trải qua 4 đến 5 chu kỳ lây nhiễm. Dự báo dịch bệnh sẽ tiếp tục được phát hiện thời gian tới thông qua khám sàng lọc. Yếu tố bất cập, khó lường vẫn còn đang tồn tại, đòi hỏi chúng ta phải có những cái giải pháp quyết liệt. Thế thì theo tôi thì tôi cũng định với các ông chí thế này. Bây giờ mình cứ những cái truyền giáo rồi những cái chuỗi 7-8 cái chuỗi mình đã phát hiện phải truy vết quyết liệt tiếp, làm cho nó tận gốc, và những cái điểm nào mới, ca nào mới phát hiện thì cũng khoanh nhanh, làm nhanh, truy nhanh. Đó, có như vậy thì mới đẩy lùi được. Bây giờ là toàn thành phố phải tiếp tục áp dụng chỉ thị 15. Thời gian thì do các ông chí quyết, 1 tuần nữa hay là nửa tháng, thì tùy theo cái đánh giá thực tế của thành phố, mà tôi nghĩ là nếu mà 1 tuần lễ thì sợ cũng không an toàn. Cái thứ hai đấy là áp dụng các biện pháp cũng phải hết sức là linh hoạt. Bây giờ nếu như Gò Vấp đã giảm rồi, chủ yếu Gò Vấp là cái chuỗi của truyền giáo, có cái điểm nào mới không, mà nếu mà chuỗi truyền giáo chúng ta truy như thế rồi, bây giờ phải truy tiếp coi còn sót trường hợp nào không để mà làm quyết liệt. Nhưng mà đã cơ bản rồi thì nên giảm, còn nếu mà chưa thì phải tiếp tục thôi. Nhưng mà đánh giá nếu mà mình kiểm soát được tốt rồi thì hạ xuống là cấp độ là chỉ thị 15. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, dù thành phố Hồ Chí Minh đã dồn hết sức thực hiện mọi biện pháp, tập trung mọi nguồn lực, nhưng đến nay tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Điểm đáng chú ý là số người F1, F2 bị cách ly ngày càng lớn, trong khi xã hội chưa biết có bao nhiêu người âm thầm mang bệnh và lây nhiễm cho người khác. Số người bệnh rất nặng đang tăng dần, trong khi điều kiện và phương tiện cấp cứu của chúng ta có hạn, số lượng bệnh viện sử dụng gần hết công suất. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong thông tin thêm, các địa phương có nhiều ca nhiễm trên 50 ca gồm quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Tân Phú. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 đã cơ bản kiểm soát được các chuỗi lây nhiễm, còn lại đa số địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau 2 tuần giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 thì dịch bệnh vẫn phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch mới trong cộng đồng. Chính vì vậy, qua ý kiến của các đồng chí thì tôi xin đề nghị là chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thêm 2 tuần nữa. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 thì chuyển từ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sang theo chỉ thị 15. Như vậy tùy thuộc vào cái diễn biến của dịch bệnh, mức độ kiểm soát trong 1 tuần tới, thì có thể có một số khu vực chúng ta có thể chuyển sang chỉ thị 16 hoặc là chuyển sang chỉ thị 19, phụ thuộc vào cái tình hình sắp tới. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng linh hoạt 3 chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng tùy theo tình hình dịch bệnh ở từng quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã, thị trấn. Theo quy định, khi áp dụng chỉ thị 19, tức là các lễ hội, sinh hoạt tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người sẽ dừng hoạt động, không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Chỉ thị này cũng cho phép mở cửa trở lại với nhà hàng, quán ăn, khách sạn, xổ số, buôn bán lẻ, v.v. Danh lam thắng cảnh, khu di tích, khu thể thao hoạt động trở lại, vẫn đóng cửa khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường. Đối với hoạt động vận tải thì xe khách liên tỉnh, nội tỉnh, taxi được hoạt động.